Theo Reuters, 4 cú nổ làm rung chuyển sân bay quân sự Nga ở bán đảo Crimea, phía Moscow nói gì? Nổ kho đạn ở ngôi làng Nga gần biên giới Ukraine. Quan chức Nga, Ukraine tập kích thành phố có nhà máy điện hạt nhân. Mỹ có thể viện trợ thêm khoảng 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Bà Thái Anh Văn nói lực lượng phòng vệ trên biển của Đài Loan chịu áp lực lớn. Hàn Quốc lấy làm tiếc khi Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Yoon. Phụ lưu sông Dương Tử cạn kiệt, Trung Quốc sắp đối mặt đợt hạn hán mới. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Thế Giới ngày hôm nay. Những diễn biến mới về xung đột ở Đông Âu và những sự kiện quốc tế đáng chú ý khác sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Ít nhất 4 vụ nổ làm rung chuyển khu vực gần sân bay quân sự chủ chốt của Nga ở bán đảo Crimea vào ngày 18 tháng 8, theo Reuters dẫn 3 nguồn tin địa phương cho biết. Trong khi đó, một quan chức thân Moscow cho biết không có thiệt hại. Theo các nguồn tin của Reuters, chuỗi vụ nổ xảy ra gần căn cứ Belbek, phía bắc Sevastopol. Thống đốc của Sevastopol nói rằng, theo nguồn tin sơ bộ của ông, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái Ukraine. Không có thiệt hại, không ai bị thương. Theo thống đốc Mikhail Ravozaev viết trên kênh Telegram, theo Reuters, hình ảnh trên một trang tin điện tử Ukraine cho thấy có vẻ rocket đã phóng vào ban đêm, gây ra ít nhất 2 vụ nổ. Hiện Reuters chưa thể xác thực nội dung của video. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, là nơi cung cấp hậu cần quan trọng cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Moscow ngày 16 tháng 8 đổ lỗi, quân phá hoại đã gây ra chuỗi vụ nổ ở một kho đạn của bán đảo. Ngoài ra, cú nổ còn diễn ra ở một căn cứ không quân khác mà Nga từng nói là do tai nạn. Theo hãng tin nhà nước Nga RT, một kho đạn bốc cháy ngùn ngụt vào đêm 18 tháng 8 ở gần làng Timonovo thuộc tỉnh Belgorod của Nga, sát biên giới Ukraine. Thống đốc Vyacheslav Latkot đã xác nhận vụ việc và cho biết chưa ghi nhận thương vong. Ông Latkot viết trên kênh Telegram, một kho đạn bốc cháy gần làng Timonovo thuộc quận đô thị Valuisky. Theo các báo cáo mới nhất, không có người thương vong. Người đứng đầu quận đang điều phối di tản người dân hai ngôi làng tới nơi an toàn. Theo hãng tin RT, từ lúc xung đột nổ ra, lực lượng của Kiev đã nhiều lần oanh kích vào các khu dân cư và các đồn biên giới ở các tỉnh của Nga như Belgorod, Bryansk và Kursk. Các vụ tấn công nói trên chủ yếu sử dụng máy bay không người lái và súng cối, hậu quả gây hư hại tài sản, cơ sở hạ tầng, khiến nhiều người thương vong. Hãng tin RT dẫn lời ông Vladimir Rogov, một quan chức của tỉnh Zaporizhia do Moscow bổ nhiệm, cho biết lực lượng Ukraine một lần nữa pháo kích thành phố Energoda vào đêm 18 tháng 8. Đây cũng là thành phố có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu. Theo ông Rogov, lựu pháo hạng nặng đã tấn công thành phố vào khoảng 10 giờ 50 phút tối. Theo giờ địa phương, ít nhất 7 phát pháo được ghi nhận. Nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng trong vụ tập kích mới nhất này. Ngay trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về tình hình xung quanh nhà máy khi ông thảo luận với Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 18 tháng 8 tại thành phố Elvit. Ông Guterres không đổ lỗi cho bên nào, nhưng một lần nữa kêu gọi phi quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy. Ông khăng khăng cho rằng điều cấp bách là phải đưa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoàn toàn trở thành cơ sở dân sự nhằm đảm bảo an toàn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu ý, các bên phải giữ lý trí và tránh bất kỳ hành động nào đe dọa cấu trúc vật lý, an toàn hay an ninh của nhà máy điện hạt nhân. Ông nhấn mạnh, cơ sở này không thể bị sử dụng trong chiến dịch quân sự và bất kỳ hành động nào làm hư hại nhà máy cũng giống như tự đào mồ chôn mình. Moscow đã liên tục kêu gọi một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến thị sát nhà máy, nhưng ông Guterres nói điều đó chỉ diễn ra khi phía Kiev đồng ý. Tổng thống Zelensky vào ngày 18 tháng 8 khẳng định bất kỳ chuyến thị sát nào cũng chỉ được diễn ra thông qua vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đồng thời, ông Zelensky hối thúc lực lượng Nga rời khỏi khu vực ngay lập tức và vô điều kiện.
Tuy nhiên, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev ngày 18 tháng 8 cho rằng việc binh sĩ Nga rời đi chỉ càng khiến nhà máy điện hạt nhân dễ tổn thương hơn. Quan chức này nhắc lại quan điểm của Moscow rằng Ukraine có thể gây kích động thêm nữa. Vì vậy, ý tưởng thiết lập khu phi quân sự là không thể nào chấp nhận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc khi quân đội Nga hiện diện trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Ông Price nêu rõ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nên được cấp phép thanh tra nhà máy nói trên. Được biết, Moscow đã giành quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhia trong thời gian đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga cũng để ngỏ khả năng đóng cửa nhà máy. Kiev lo ngại động thái trên có thể gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Những ngày qua, cơ sở Zaporizhia liên tiếp bị pháo kích. Ukraine và Nga đã liên tục đổ lỗi cho nhau. Cảnh sát vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine đã đăng tải một video lên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 8. Trong đó ghi lại cảnh lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân rời khỏi thị trấn Krasnohorivka, nơi đang là tiền tuyến trong các cuộc xung đột. Nội dung video cho thấy, cảnh sát gõ cửa từng nhà để kêu gọi người dân di tản. Nhiều cụ già đã được hỗ trợ rời đi và đến nơi an toàn. Có một ngôi nhà trong thị trấn bốc cháy, cơ quan chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân dập lửa. Được biết, đơn vị thực hiện nhiệm vụ di tản nói trên có tên là Những Thiên Thần Trắng. Đây là đơn vị đặc biệt của cảnh sát vùng Donetsk. Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của video. Hôm 18 tháng 8, Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự bổ sung khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Theo nguồn tin, thông báo chính thức có thể được công bố vào tuần tới và không loại trừ khả năng có một số thay đổi. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin trên. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã kéo dài gần 6 tháng. Cuộc đối đầu giữa hai nước đã trở thành xung đột tiêu hao, chủ yếu diễn ra ở phía đông và nam Ukraine. Thời gian qua, Washington đã hỗ trợ Kiev bằng cách gửi hàng tỷ đô la hỗ trợ an ninh. Lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn vừa thăm lực lượng phòng vệ trên biển của hòn đảo vào ngày 18 tháng 8. Bà cảm ơn những nỗ lực của họ trong nhiều ngày qua khi Trung Quốc liên tục tập trận không quân và hải quân. Bà Thái nói rằng, áp lực mà những người lính chịu đựng không thể nào diễn tả hết. Tại căn cứ quân sự Tô Áo ở bờ biển Đông Bắc, bà Thái Anh Văn nói, trong lúc đối mặt với sự quấy rối và khiêu khích của Trung Quốc, ở vùng biển xung quanh Đài Loan, điều cần thiết hơn nữa là phải luôn luôn để mắt tới các chiến hạm thù địch. Áp lực này thật không thể nói hết bằng lời. Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã thể hiện sự can đảm, cứng rắn và phản ứng bình tĩnh, giúp bảo vệ an ninh hàng hải và duy trì hòa bình khu vực. Bà Thái nói thêm. Sáng 19 tháng 8, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Jong-se của Hàn Quốc phát biểu trước phiên họp Quốc hội, cho biết ông lấy làm tiếc về phát ngôn của bà Kim Yo-jong đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Tôi rất tiếc về sự chỉ trích không xác đáng và cực kỳ bất kính của bà Kim Yo-jong đối với Tổng thống của chúng ta, Bộ trưởng Kwon phát biểu. Bà Kim là người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đáp lại đề xuất của Tổng thống Yoon về giúp đỡ kinh tế cho Bình Nhưỡng nếu họ từ bỏ vũ khí hạt nhân, bà Kim đã gay gắt yêu cầu ông Yoon im miệng. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tuyên bố của bà Kim rằng sẽ tốt hơn cho hình ảnh của ông ta nếu ông ta im miệng thay vì nói những điều vô nghĩa. Bà Kim nói Tổng thống Yoon vẫn còn ấu trĩ khi nghĩ có thể dùng sự hợp tác về kinh tế thương mại để đổi lấy danh dự và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Không ai muốn định đoạt số phận của mình bằng miếng bánh ngô, bà Kim nhấn mạnh. Tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 18 tháng 8, nhiều người đứng bên ngoài một bệnh viện sau khi vụ nổ ở một thánh đường trong lễ cầu nguyện vào chiều hôm trước đã khiến ít nhất 21 người tử vong, theo giới chức. Các thân nhân đang chờ tin của người thân được điều trị bên trong bệnh viện. Bệnh viện cấp cứu Kabul viết trên Twitter, họ tiếp nhận 27 người bị thương sau vụ việc. Một số nhân chứng nói với Reuters, sức công phá mạnh đến nỗi cửa sổ nhiều tòa nhà bên cạnh cũng vỡ tung. Lực lượng tình báo của Taliban tiết lộ có đến 35 người thương vong và con số có thể còn tăng lên.
Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nói rằng ông không biết liệu cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa có quay trở lại đảo quốc vào ngày 24 tháng 8 hay không. Trước đó, ngày 17 tháng 8, đài truyền hình địa phương New First dẫn lời một cựu đại sứ cho biết ông Rajapaksa sẽ trở về quê nhà vào tuần tới. Đương kim Tổng thống Sri Lanka nói rằng ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Ông Ranil, người nhậm chức sau khi người tiền nhiệm tháo chạy khỏi đất nước, cho biết ông đã có thể ổn định nền kinh tế. Tôi đã có thể nắm bắt được nền kinh tế và tôi nghĩ rằng đã có sự cải thiện. Chắc chắn kết quả vẫn chưa được như mong đợi, nhưng mọi việc khá hơn. Ông Ranil cho biết, Sri Lanka sẽ đề nghị Nhật Bản mời các quốc gia chủ nợ chính của quốc đảo Ấn Độ Dương này, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, tiến hành đàm phán về tái cơ cấu nợ song phương. Sri Lanka, quốc gia 22 triệu dân, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kể từ khi giành độc lập khỏi Anh năm 1948 do các tác động kết hợp của đại dịch COVID-19 và sự quản lý kinh tế yếu kém. Các lãnh đạo Serbia và Kosovo đã không thể giải quyết bất đồng trong cuộc đối thoại ngày 18 tháng 8, nhưng họ thống nhất sẽ nối lại thảo luận trước ngày 1 tháng 9. Cao ủy về đối ngoại của EU, ông Josep Borrell nói với phóng viên sau nhiều giờ họp kín ở Brussels rằng, không may thay, chúng ta chưa thể có một thống nhất vào hôm nay. Cuộc họp diễn ra giữa ông Borrell với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và lãnh đạo Albin Kurti của Kosovo. Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo leo thang trong tháng này khi Pristina muốn yêu cầu người Serb sống ở phía Bắc phải chuyển sang dùng biển số xe do Kosovo cấp phát. Căng thẳng chỉ lắng dịu khi Kosovo đồng ý chỉ hoãn yêu cầu đổi biển số đến sau ngày 1 tháng 9. Đồng thời, lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đã tăng cường hiện diện giám sát việc dỡ bỏ rào chắn đường mà người Serb dựng lên. Mới đây, ông Borrell cho biết, vẫn còn thời gian cho đến ngày 1 tháng 9, tôi sẽ không bỏ cuộc. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. NATO đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Bắc Kosovo. Và theo Reuters, ghi lại hình ảnh ngày 18 tháng 8, binh sĩ Mỹ và Ba Lan đang tuần hành hai tuyến đường dẫn tới biên giới với Serbia. Một phát ngôn viên NATO cho biết, sự điều động gần đây là nhằm đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình có thể phản ứng nhanh nếu tình hình an ninh thay đổi. Một cơn bão dữ dội và bất ngờ đã tấn công đảo Corsica của Pháp ở Địa Trung Hải trong ngày 18 tháng 8, hậu quả khiến ít nhất 6 người tử vong. Các nhà khí tượng dự báo thời tiết xấu sẽ còn tiếp diễn. Mưa đá, mưa xối xả cùng với gió giật tới 224 km/h đã càn quét hòn đảo vào sáng ngày 18 tháng 8. Theo hình ảnh trên mạng xã hội, trận mưa gió kinh hoàng đã tấn công vào thị trấn Cavi, một điểm du lịch nổi tiếng với các bãi biển đẹp. Cơ quan dự báo thời tiết của Pháp cho rằng cơn bão sẽ còn ảnh hưởng một phần rộng lớn ở bờ Tây Corsica cho đến hết ngày 19 tháng 8. Giới chức thành phố Karachi của Pakistan hôm 18 tháng 8 cho biết một chiếc ô tô đã bị lũ cuốn xuống sông Mali làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Đến hôm 18 tháng 8, 2 trong số 7 người bị nạn đã được trục vớt. Hiện cơ quan cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Cơ quan khí tượng dự báo các tỉnh Sindh và Balochistan sẽ tiếp tục có mưa lớn trong ngày 19 tháng 8. Theo thống kê của chính phủ Pakistan, các trận mưa lớn bất thường đã gây ra lũ quét, khiến ít nhất 549 người thiệt mạng trên cả nước trong vòng một tháng qua. Trong đó, vùng dân cư hẻo lánh ở tỉnh Balochistan, phía tây nam nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hình ảnh từ trên cao ngày 19 tháng 8 cho thấy các thị trấn chìm trong nước lũ ở vùng Nelson của New Zealand. Trận lũ ập tới sau khi mưa lớn trút xuống liên tục ở phía tây và phía bắc đảo Nam khiến hàng trăm người sơ tán, nhiều tuyến đường và trường học phải đóng cửa, ngoài ra còn xảy ra lở đất. Chính quyền thành phố Nelson cảnh báo mưa sẽ tiếp diễn cùng với lở đất, lũ lụt, người dân vẫn đang được sơ tán. Cư dân sống gần một nhánh của sông Dương Tử, phía tây nam thành phố Trùng Khánh, thậm chí có thể đi bộ giữa lòng sông khô cạn. Trong lúc hạn hán khốc liệt chưa từng thấy trên khắp khu vực, có thể kéo dài thêm một tháng nữa. Một cư dân ở đây chia sẻ với Reuters, tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ, những người lớn tuổi cũng thế. Theo Reuters,
Mặc dù chưa khô cạn hoàn toàn, nhưng có thể nhìn thấy cá chết nằm đầy giữa lòng sông Gia Lăng. Đây là một nhánh của sông Dương Tử, ngoằn ngoèo chảy qua ba tỉnh. Trung Quốc hôm 17 tháng 8 đã cảnh báo tình trạng khô hạn nghiêm trọng dọc sông Dương Tử có thể kéo dài sang tháng 9. Chính quyền địa phương cũng đang cố gắng duy trì nguồn điện và tìm nguồn nước sạch để tưới cho cây trồng trước vụ thu hoạch mùa thu. Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 8 rằng mực nước sông đã vượt mức báo động và sẽ tiếp tục giảm mạnh từ nay đến cuối tháng 8. Đợt nắng nóng gay gắt trên lưu vực sông Dương Tử bắt nguồn bởi một áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương lớn hơn bình thường và đã kéo dài hơn 2 tháng. Diễn biến thời tiết bất thường làm giảm nguồn cung cấp thủy điện và làm khô cằn một diện tích đất canh tác rộng lớn, đồng thời tình hình cũng ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cho 1/3 dân số cả nước. Số người thiệt mạng do các vụ cháy rừng ở Algeria đã tăng lên 26 nạn nhân, theo Bộ Nội vụ của quốc gia Bắc Phi này thông báo vào ngày 17 tháng 8. Hỏa hoạn đã tàn phá các vùng đồi núi phía đông đất nước. Các nạn nhân đến từ tỉnh Antaref và tỉnh Sétif. Ngọn lửa hung hãn cũng hủy hoại rừng cây, động vật. Tính đến ngày 18 tháng 8, lính cứu hỏa cùng với trực thăng vẫn đang cố gắng kiểm soát đám cháy. Cách đây một năm, ít nhất 65 người đã qua đời do các vụ cháy ở vùng Kabylie. 30 du khách đã được lực lượng tuần duyên Ý sơ tán vào chiều ngày 17 tháng 8 khi cháy rừng bùng phát đe dọa các tòa nhà dân cư ở Pantelleria. Lực lượng chức năng đã sơ tán dân bằng xuồng khi ngọn lửa tiến sát về quận Gadi, nơi có nhiều biệt thự của người nổi tiếng và giới thượng lưu. Đám cháy đã hủy hoại 80 hecta rừng, nhưng may mắn là chưa có thương vong. Lính cứu hỏa Bolivia đã giải cứu một con thú ăn kiến vào ngày 16 tháng 8 khi nó bị cháy rừng đe dọa. Nhiều con vật khác cũng bị thương do đám cháy ở khu bảo tồn Sucuara. Chúng đã được đưa đến cơ sở thú y để điều trị. Lửa cháy suốt đêm và thiêu đốt diện tích 14 hecta ở khu bảo tồn thiên nhiên, theo truyền thông địa phương cho hay. Hình ảnh của đội cứu hỏa Santa Cruz cho thấy một phần bị cháy trơ trọi quanh hồ Sucara. Và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!